chào chị. À, sao mình thấy cái quán cà phê này sao đắt mà đông quá vậy hả chị? Đâu có biết mấy năm rồi. Mấy ba bốn chục năm nay vậy đó. Nó làm sao á, nó bị cái quán nó rộng hay sao hả? Hồi đó dưới nó không cũng vậy, không nó cũng đâu có rộng gì đâu mà người ta cũng đông. À, vậy là cái quán này cũng giờ có may mắn ha. À, may mắn rất là đúng rồi, nhóc ngợi hết rồi. Ở bên đây nãy giờ đi bếp nãy thấy nhiều lắm. Cậu thấy gì vậy, nó có ngồi ra không có ghế nào mà đứng ra. Ừ, mà ngày đó nó đáng chứ phải là như một ngày. Mà suốt cả ngày luôn hả? Con về. Sáng mai đi luôn. Dạ, vậy hả? Anh chở đi xuống được cái phòng nào đó đó. À, vậy hả? Ừ. Rồi, cảm ơn chị đã chia sẻ nha chị. Hôm nay chị nói quán phê này là chị lúc trước là 50 tuổi có ra đây bán nữa. Là cũng đông khách đi gì. Tính tôi bán chợ này hồi tiếp thu tới bây giờ. Ồ, vậy lâu dữ vậy, tiếp thu tới bốn mấy năm vậy. Hồi đó cũng có mấy tuổi à. 28-29 tuổi là bán rồi mà tới năm nay 77 tuổi rồi còn tiếp thu. Bán chợ này luôn mà vẫn nghèo vậy nè. Cô là cô bán hồi trước tiếp thu hả? Trời ơi, tiếp thu vô một năm sau mới bắt đầu bán. Dạ. Bán tới bây giờ luôn. Vậy ha. Mà nghèo vẫn nghèo. À, này là cô bán trước tiếp thu luôn nè cô chú. Ừ. Sao tiếp thu một năm. Chợ bên kia kìa, bây giờ nó dời lên đây đó. Còn đầu dưới nó xong dưới mấy bả đó. Dạ. Ừ. Mà cái quán này đó là có từ thời nào tới bây giờ đó chị? Dạ. Quán là có lâu rồi hả cô? À, vậy nè, đặng nữa cho thấy cô luôn. À, bà con kìa, quán cà phê kìa. Cô rất vui vẻ nghe chia sẻ là cái quán này là 20 mấy năm bán đắt luôn mà cô. 40 mấy năm rồi. Vậy hả? 40 mấy. Năm trước năm sau bán tới giờ đúng rồi, tụi này nó chưa có chồng có vợ cái bây giờ con. Vậy vậy hả? Cho tụi nó ngoại rồi đó. Là cô bán đây cũng vậy luôn. À, hồi lần đi dưới sông á, người vợ vợ lên đây. Dạ. Lần dưới cái sông chứ á. Dạ. Quá hay luôn cô chú ơi. Dạ dạ. Đó nó mới đẻ luôn. Cái giật nó lớn. Dạ, vậy hả? Mình vẫn cái đông gì đàng hoàng. Quay phim chị hai gì vậy? Ừ, quay chị hai. Dạ, dạ, đi nước ngoài. Mày quay phim đưa đi đâu? Đưa đi ra nước ngoài thì ăn đi. Có mà làm mình gửi nha. Nói chung ở đâu cũng có miễn xem là gặp à. Nói chung hết thế giới, chỗ nào mà bấm trúng kênh thì xem là gặp. À, cô này bán tới giờ là cổ nói là mấy năm chợ à, trước tiếp thu á. Cái bài này ra hồi đó đó. Hỏi mấy bạn. Để coi 75 bây sao giờ. Tiếp thu 1 năm. Vậy là 48 năm rồi. Ừ. Dạ. Thì sao tiếp thu 1 năm mà kêu lên đi bán đây luôn rồi đầu có biết không? Đầu lúc về đây đâu có gì đâu, cái bắt đầu bắp bắp chuối, chuối lá chuối. Chuối cây rồi ha. Cái bán cái từ từ cái cắt nhà rồi lên cái bắt đầu không đây mà chồng. Dạ. Nhà cậu tính vườn chồng này hai mấy ba chục năm mà vẫn còn. Dạ vậy hả? Ừ, ổng chết rồi mà giờ để thì tôi rồi giờ tôi hưởng rồi. Chậu à, chậu sống dai quá ha. Ừ, sống dai mà cậu. Đó, cô chú ơi, chậu là có ông xã trước hai mấy năm đó, ổng ừ, hai mấy ba chục năm mà còn tới giờ. Dạ, sống dai quá ha. Cái này mình có nọc gì không? Chị mới bồi bổ vô đắp. Mình có đắp một bình rồi vô. Dạ, có nọc không ha? Có nọc, hai nọc. Vậy hả? Nọc nhã luôn, đầu thay cái khác vô. Dạ. Nọc nhã thay cái khác vô. Dạ. Mà chị nhờ đó mà chị sống chứ đâu có ruộng có đất gì đâu. Dạ. Không có đất ruộng nào đó. Dạ. Vậy cũng đỡ. Bây giờ là chị ở trong trường học á chứ có nhà nữa đó. Vậy hả? À, hồi đó có miếng đất thì cho nhà nước mượn các trường học. Bây giờ ta không còn dạy nữa rồi chị vô chợ trong đó. Dạ. Rồi ổng mất trong đó luôn rồi giờ trường học ta cho luôn. Đấy rồi sao mình trồng được trao chậu này? Cái cửa mặt trường học đó. Vậy hả? Lúc cậu vậy là cũng như mình ở đậu mà như trường học cho mình trồng vậy hả? Đất của chị cho trường học mượn. À nhưng rồi. Mà khi nó nghỉ dạy nó trả lại cho chị. Dạ dạ. Tôi mới vô tôi ở rồi ông trồng luôn rồi. Dạ trả lại luôn hả? Ờ, nếu mà nó không cho trường học chị á là ta bắt nó cuốc đem đi mà cuốc gì nổi. Dạ. Nó cuốc đem đi gạch đá trên sao cuốc nổi. Dạ. Một lòng mới cho lại. Có môn giống như là có người di chuyển về nhà đó. Ừ. Mà cái đó còn mắc tiền hơn xây nữa. Ừ. Có quạt gió đàng hoàng nha. Có
không có đồ đài đàng hoàng, tôi chỉ vô ở thôi. À, vậy cũng tiện đó ha. Vậy cũng như mình... tôi cho nó mượn hồi... hồi 2006 thì tới giờ mấy vụ mấy năm. Mà như có cho tiền không ha, cho mượn không à? Cho mượn, không dạ. Có cho tiền, bạn cũng... có Tết nhất rồi, ông này còn sống mấy cái nhà mà mấy cô giáo rồi thầy giáo rồi đó. Dạ. Người ta lợi cho có cho đường một quả nước mắm rồi chút đỉnh trà rồi vậy thôi. Dạ dạ. Rồi có mấy cho bạn rồi thôi, cảm ơn chị nhiều ha. Hả? Cảm ơn chị nhiều, chúc sức khỏe chị nha. Rồi. Mai mốt sẽ được nhiều chầu cao nha. Mến chào cô chú anh chị và các cháu, hôm nay mình đến chợ Cà Nhâm. Chú Sáu Cà Me sẽ ghi hình tiếp theo và chia sẻ bà con mua bán ở chợ Cà Nhâm mình như thế nào nghe cô chú. Rồi đồng hành với chú Sáu Cà Me để đi quay tiếp theo. Ở đây mình thấy có ở đây là có bán cơm, bán phở luôn nè cô chú. Một chút mình về mình sẽ ghé đây mình ăn cơm ủng hộ cho chị này luôn. Chào chị. Bán cơm ngon hả chị? Mình chút về ủng hộ cho chị luôn. Rồi chào chị. Bên đây cũng bán tạp hóa, bánh kẹo quá nè. Mình có đem kẹo me theo nữa kìa, có bán kẹo me chút mình bỏ luôn. Kẹo me viên viên á. Kẹo me viên viên ngon lắm luôn. Đây bán tạp hóa cô chú. Ở đằng trước thì chợ bên phải đó là chợ Cà Nhâm. Đây thấy có chị hai này bán nước mía. Bán bánh mì là chị có chú. Chào cháu. Bỏ gì với cháu, nước đá hả cháu? Chở đồ hả? Có bao nhiêu quá ha. Rồi chúc sức khỏe cháu hả cháu. Rồi bye bye. Mình sẽ đi qua chợ Cà Nhâm cho chú ơi. Ở đây trường trung học xã Thành Hòa. Xã Định Hòa nghe cô chú. Máy bay. Chào cháu, hôm nay đi chợ Cà Nhâm mình mua về chưa? Đi chợ mình mua gì chưa? Cháu nghe được không cháu? Nghe không được hả? Này chú chạy xe không đơm hả chú? Mình lúc này mình chạy đắt không chú? Đỡ không? Dạ. Vậy hả? Thôi mai mốt bà con có đi chợ Cà Nhâm ha, đi đâu đó thì điện vào số điện thoại của chú, bà con sẽ điện cho chú, kêu chú chở chú. Rồi cảm ơn chú nha. Rồi. Mình qua chợ tiếp theo cô chú ơi. Trước mình bỏ kẹo me đó, cách đây mười mấy năm mình có ghé chợ này mình bỏ nè cô chú. Mà chợ thì còn nhỏ, chưa phát triển bằng hiện nay. Chào cháu. Bán trái xài xài thanh ca ngon quá ha, trái nhỏ nhỏ mà ngon quá. Cháu bán là gì cháu? Được quá ha. Rồi chúc sức khỏe cho cháu nha, món bán cho nhiều chút nha. Nho nè cô chú ơi, nho trái nhỏ nhỏ ngon quá nè. Chào chị hai, đi chợ mua nhiều đồ ăn quá hả chị? Ngon quá. Mua để mua đi chùa. Dạ, mua đi chùa hả?
Dạ dạ, rồi chúc sức khỏe cho chị nha. À bên đây có bán bánh mì nè con cháu. Bánh bao ngon quá cô chú ơi, xanh xanh nè, đẹp nè, khói ngun ngút luôn kìa, nóng ngon lắm luôn. À chào chị. À qua bên chú hai nè coi. Chào chú hai, bán các loại đẹp quá ha. Có mấy bình nước đẹp quá. Chặn côn trùng, chặn mưa. À có chặn côn trùng nữa. Bao độc nước đá. Bao độc nước đá luôn cô chú ơi. Dạ. Rồi, cảm ơn chú, chúc sức khỏe chú mà mốt mùa màng đắt hả cháu. Dạ, dạ, cảm ơn. Rồi chào rồi, cháu. Thanh chốt luôn cửa, phòng quay đi. Chặn công trùng, chặn mưa, hoàn bọc thực phẩm, bao độc nước đá, bệnh nước đá. Lên tivi đi. À lên tivi luôn nha. Cái này có cơm ngon quá ta. Chào cháu. Mỗi bọc nhiều vậy cháu. Quá đẹp luôn. Bọc nhiêu tiền vậy cháu? 10.000 ơi. À bình dân quá ha, đẹp quá nè con chú ơi. Ngon lắm luôn á. Rồi cảm ơn chú, chúc sức khỏe chú nha cháu. Bên đó có chị hai đang bán mì con chú ơi. Ngon quá, có dầu luôn rồi con chú, rồi măng cọc luôn, si bô, à bánh trung hoa, anh hai này có bán khô đó là con chú, ngon quá. À chào cô, ấy cái này kêu cái gì cơ? Hủ tiếu tươi. Hủ tiếu tươi hả, ngon quá ha. Cái này à? Sáng chắc bán nhiều lắm, giờ bớt rồi hả? Dạ cũng được ha. Cái này mình làm nhà luôn hả vậy? Dạ. Dạ cũng hay quá ha. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe con nha con. Dạ dạ. Chào chị, bán bánh ngon quá. Đặc biệt là mình thấy ở trên có đậu phộng coi. Dành bột bán, dành bột miếng. Dạ, vậy ha. Cái này bột bán hả con? Dạ, cái đó bột bán. Cái này mình bán sao vậy con? Hộp với 10.000. Dạ, hộp 10.000 hả? À, chắc hồi mình mua hộp quá. Dạ. Mua hộp này đi. Dạ. Mua hộp, mua hộp 10.000 đi. À, cái này bán chục nhiêu vậy hả con? Chục hai chục là 25.000. Dạ. Bếp vô 20. Dạ, vậy cũng được ha. Thôi chuyện ấy. Rồi lấy cho mình hộp này. Thấy này ngon quá, cô chú thèm quá, mua một hộp chút ăn luôn. Dạ. Sáng giờ bán nhiều không vậy hả chị? Vài trăm ngàn hả? Dạ, cũng đỡ. Đây nè chị. Lấy con hộp bánh này. À ngon quá, để mình bán đây coi. Lấy một này nè. Đâu rồi. Nhiêu vậy cô? 10.000. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cho cô nha. Bánh lá dừa này để lâu được không vậy chị? Được, 2-3 ngày được. Vậy ha? Dạ. Ở này mới làm hay gì chị? Mới
biết sao ở nhà cũng có dặn mua bánh lá dừa nè mà sợ hư nè. Sao mà hư được? Vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Hai cái này nhiêu tiền vậy hả chị? Hai cái 10 ngàn. Dạ bình dân ha, để mình bán đây luôn đi. Chiên chứ chiên ngon quá ha chị. Mình mua cái này chú để mình lấy tiền nha. À, quá là ngon. Cái này là mua về Kiên Giang An Giang luôn đó nha. Xa lắm đó, không phải gần đây đâu đó. Dạ thấy ngon quá mua luôn. Mua bây giờ mua không biết máng đâu nè, bây giờ máng bên hông nè. Dạ xe ở ngoài xe, đang đi quay YouTube nè. Dạ. Dạ quay YouTube để giới thiệu chợ mình bán này bán nọ, bà con dễ mua đó chị. Dạ, nhất là chị bán chú chiên nè, mai mốt bà con thấy vô đây ủng hộ chị luôn. Dạ. Rồi lấy cho hai cái. À nè. Nếu nó hai cái là nhiêu? À cái này vậy là quay gì đâu đâu xa xa nhìn cũng thấy ha. Dạ. À, nữa là cho cái hiệu nữa chị ấy. À vậy 4 cái luôn đây chị, đếm này lấy 10 ngàn đi, cái này 10 rồi nè. Ủa cái tiền lẻ nhóc rồi đó. Này tiền lẻ nhóc nè. Bỏ vậy đây. Rồi hai cái nữa đi. Cái này 10 ngàn nè, chị đếm này 10 ngàn nữa. Giờ mắc quay phim rồi không có đếm được nè. Nè đếm thêm 10 ngàn đi. Rồi máng đây luôn. Đây là cô chú mình máng ở trên đây nè. Rồi có đếm đi. Đếm 10 ngàn còn nhiêu đưa lại. Trời, cái, tới 5 đâu cũng như cái này là kêu gì đếm mà đâu. Ở cái nãy đưa trước rồi thấy còn nhẹ quá mà có 10 ngàn hả? Hả? Nãy đưa trước 10 ngàn riêng hay là chung đó? Chung đó luôn. Dạ. Vậy ha, dạ dạ. Dạ, rồi cảm ơn chị nha. Dạ, chiên ngon quá rồi cô chú. Mỗi cái bán nhiều tiền vậy hả chị? 3 cái 10 ngàn. Dạ, rẻ ha. Chứ thường thường bán 5 ngàn cái nha. Bệnh đây bán rẻ quá ha. Rồi chúc sức khỏe cho chị luôn. Khoan để còn này nữa nè chị ơi. Này là cái gì? Để dành đỡ mình xem á. Xem vô tiếng điện thoại đâu đó chị. Để lưu niệm luôn. Kẹo me. Dạ. Bán kẹo me lúc trước cũng mười mấy năm có vô đây bán kẹo me nè, rồi cái sau không có ghé nữa. Lúc trước chưa xây chợ nhà lồng, như xưa xây cái nhà lồng này luôn á. Đây là chợ chợ Cà Nhung nghe cô chú. Đó các bạn hiểu á, chợ Cà Nhung. Chào cháu. À bơ 1 ký có 15 ngàn hả? Bình dân quá nghe. Rồi có xài thanh ca luôn nè. Quả ngon luôn. Trái nhỏ nhỏ mà ngọt lắm luôn á. Nhiều đó, bây giờ nó mua nó dân ở đây. Vậy hả? Sáng chở nhiều và nguyên chiếc xe đó hả cháu? À cũng được quá ha. Bữa nay bán cũng đỡ ha. Vậy hả? Bữa nay mấy mình mà ngày cúng vậy ha? Gầm hả? À ok quá ha. 25 ngàn luôn. Vậy ha. Rồi cảm ơn cháu nha, chúc sức khỏe cháu, mai mốt bán thật nhiều nữa nha. Dạ, mốt và chạy xe tải luôn đi, chở cho nhiều bỏ mối luôn. Rồi chào cháu.
đây là chợ Cà Nhung. Trong đây quầy rau cải nè chú, có rau cần ống này ngon đó ha, cộng dài dài non ngon quá luôn. Chào cô, hôm nay đi mua, đi chợ mua được nhiều hàng quá hả cô? À, hẹ ngon quá ha, hẹ nước hả, hay gì ta, ở dưới đây hẹ nước ngon quá à. Cô chú ơi, ở tỉnh Kiên Giang mình nghe, ở đây là chợ Cà Nhung. À, cô này được mua được hẹ nước kìa, mình thấy ngon quá. Rồi cảm ơn cô nha cô. Có cá chạch ngon quá, đây có mực luôn. Cá rô đặc biệt là có mấy con tôm thẻ ngon quá nè, bự bự không luôn, sống ngon quá. Có điêu hồng luôn cô chú ơi, biệt có cá muối ớt kìa. Mực ngon quá. Đây rau củ quả. Xài đẹp quá, vàng tươi nè cô chú, tròn quay luôn à, ngon quá kìa chị ơi. Mớp trái gì dài ngon quá ha. Chào cô, có khoai cao hả cô? Dạ. Này có củ cải muối luôn, củ sắn bự luôn. Rồi cảm ơn cô nha, chúc sức khỏe cô nha cô. Dạ dạ. À có mấy trái khóm bự quá nè, khóm này khóm bự quá. À, có chú này đang đẩy thì bán rồi cô chú, cầm thảo luôn. Có mấy con ốc, mấy ngốc bự quá cô chú ơi, ngon quá nha. Chào cô, có mấy con cua ngon quá ha. Đây ngoé nữa nè. Cá chê. Chào cô, cá thác lát ngon quá nghe. Cái này về nạo làm chả nấu canh chắc ăn ngon lắm luôn á. Có mấy cá lóc. Dạ, cá lóc nuôi ha, tròn quay ngon quá ha cô. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô nha. Chào chị. Cá bốn đồng ngon quá ha chị. Dọn thấu luôn kìa. Ăn ngon tặng cho bữa. Thôi đi xa lắm à. Tới đâu lận? Dạ tới Chi Tôn An Giang lận. Có mua cái mấy cái bánh này nè, mang đây này cũng. Mua mấy bả cho mấy bả mừng. Dạ hơi khó nè. Cũng như cũng mua mà như cái mang nó khó. Dạ mình lên rồi vừa quay luôn. À bông súng động này ngon quá nè. Này chấm mắm chắc ngon lắm luôn á. Nói chung chấm kho lạc kho gì cũng ngon ha cô. Cái này là cô bứt luôn hay gì? Dạ dạ vậy ha, cái này rau má cũng ngon nè cô, đó ngon ha, đồ nhóc. Bên đây có cá nữa nè. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô nha cô. Dạ chào cô.
này có dừa mắm nè cô chú, rau củ quả luôn nha. Đặc biệt là mình thấy có tàu hủ luôn nè, này sẵn luôn. Có hẹ mình trồng tự nhiên sao ngon quá ha, cộng nhỏ nhỏ không luôn. À có mấy cá ốp ngon quá. Ý cá cá dùng chó hả cá ốp? À hay vậy ta, ở đây có cá ốp nữa nè. Có cá ốp ngon. Ngon lắm luôn nè, cá này hiếm lắm rồi. Hồi xưa ở dưới cầu cái răng Cần Thơ ở Nga là có cá ốc này nè, bắt đầu văng lưới lên nó ọc mà có con trứng phòng luôn, nhiều vậy. Cái này 1 ký có 50 ngàn. À quá rẻ, cả 1 ký có 50 hả? Thường thường cái món này làm gì ăn? Cái này nó xin chua với kho tương còn ăn luôn á. Dạ vậy ha. Bây giờ lâu vậy đó, 50-60 năm. 26 giờ. Cái này đâu 50 năm mình chưa có ăn nữa nghe cô chú, lâu lắm luôn đó. Hồi lần văng lưới dính mê lắm, nó kêu ọt 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 ọt. Nè rau ngon quá. Có mấy con cá cô Phi cũng ngon lắm nghe cô chú nè. Rồi cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị nghe chị. 14 bán thật nhiều nha. Gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo luôn. Rồi để dành lưu niệm luôn. Chào cô, đi đâu vậy cô? Đi chợ mua đồ hả? À, chưa mua được gì chưa? À, mua được gì chưa? Chưa hả? Vậy hả? Rồi chúc cho cô hôm nay mua nhiều món ăn ngon nha. Rồi gia đình mình vui vẻ hạnh phúc luôn. Rồi chào cô. À có cô bên đây bán bánh ngon quá ta. À cái này bánh mà. Chả lụa hả? Vậy là đồ chả không ha? Vậy từ tựa bánh mình tưởng đâu quá. Chả lụa ngon quá nghe cô chú nè, để chân nè, cắt ra nè. Rồi. Dạ. À cái này không phải, cái này là cũng như là cái này để nở về mình xem đó cô. Xem ở chợ Cà Nhung mình nè, để luôn đẹp luôn. À ngon quá nghe cô chú, tạm thời chia sẻ coi cái này nhiêu tiền nữa bà con mua cho dễ. Cái này 25 này nữa chứ sao. Làm một chùm này là 25 đó hả? Nhiều quá vậy hả? Được rồi, được rồi. Đang đi bán nè. Đang đi quay video nè. Đang quay video rồi mang về không được nè. Đi xa lắm. Ở Chi Tôn mang về ăn lận. Chi Tôn. Chục 25 cái heo à. Còn nhiều thứ lắm. Ủa, làm gì vậy? Quay YouTube giới thiệu chợ Cà Nhung mình cho bà con. À chào cô. Ok quá ha. Đây, hôm nay mua được gì rồi cô? Hôm nay mua chả lụa nè. Ngon quá ha. Đồ ăn được chơi. Dạ, ok dữ ha. Ai da cô ngủ nhỏ nhỏ mà cô chạy chiếc xe bự quá kìa. Xe đẹp quá ha. Rồi chúc sức khỏe cho chị luôn. Rồi chào chị. Yeah. À dạ quay để giới thiệu chợ Cà Nhung mình bà con mua bán cho dễ đó. À, đi vô biết ở đâu bán cái gì cái bà con ghé mua luôn à, khỏi hỏi. Dạ, cô quay luôn, cà phê. Nhà có chị gần đây không chị? Gần đây nè. Dạ. Dạ tiện quá ha. Dạ, tiện quá ha. Mình gần đây cái mình qua đây uống cà phê trò chuyện chắc vui rồi ha. Kệ đi, lớn tuổi rồi thì mình dễ là năm nay 60 mấy tuổi rồi chị. Trời ơi, 70 mấy rồi. Ồ, da còn trẻ dữ vậy. Dạ cái này quay chợ chưa? Dạ còn bên người nghèo là quay khác. Quay kênh khác. Ở đâu nhà ở đâu? Rồi coi biết thì đọc địa chỉ đi, khi nào rảnh ghé ngang quay. Ấp Hòa Mỹ xã đây luôn nè, xã Định Hòa, Hòa Khẩu Năm. Chốc có về chưa? Chốc về không cần đại mình quay hết này đi rồi mình qua mình quay luôn. Ngang chùa đó anh, có gì chạy ngang. Ngang chùa đó anh.
ăn chùa đằng đẵng đó hả? Chùa à, đằng đó đó hả? Giờ bà đang bệnh em không biết cho bà đó. Dạ nói chung là quay thì hên xui thôi, nhiều khi bà con nào xem đó tự ủng hộ thì ủng hộ vậy đó. Dạ chứ mình cũng không biết, cũng như ăn thua mai duyên vậy đó. Vậy là đi qua bên đó hỏi tên gì hả? Thị Hải. Thị Hải ngang chùa ha. Ngang chùa đó dạ. Rồi đang bệnh đó em đi mua thuốc uống. Rồi gần đó không cô, gần đó không? À vậy được quá, để hồi mình quay xong cái mình chạy lên về cái mình ghé đó. Dạ dạ ghé thăm đi quay được gì chứ. Dạ nói chung là quay ăn thua mai viên cộng đồng mạng ha, nó người ta coi rồi người ta thấy cảm động, người ta ủng hộ. Dạ dạ. Rồi vậy ha. Quay lên chỗ bà giá. À ok quá ta. Chào cô. Dạ. À mà anh quay cái này tức gì vậy? Dạ nè. Điện cái đường đó à, về kêu mấy đứa nhỏ nó bấm lên. À chú Sáu kẹo me. Chú Sáu kẹo me đây chào có. À, mình bán kẹo mà nhớ mình làm YouTuber luôn. Chú Sáu kẹo me. À, rồi mình bấm vô đây là vô chợ Cá Nhung mình luôn nữa, mình xem luôn, có mình trong đó luôn. Là vui. Dạ. Thì nói chung mình quay dùm cho bà con thôi, rồi lên cộng đồng mạng ở thế giới rồi đó, nhiều khi người ta xem cái này ở nhà quay cái gì thì quay đây con à. Lại nhà mới được chứ, quay đây là quay chợ ra cho vui thôi, với mình mua bán còn mà quay người nghèo phải lại tìm à, hiểu hoàn cảnh. Thì tới đó rồi tính tiếp. Rồi tới đó rồi bên đây nói nhau rồi kêu lại. Anh có cái quán ăn chùa đó, anh hỏi nhà bà Hải đâu, người ta chỉ anh. À, thì mình qua đó mình quay cái này trước đi. Không anh có tàu bự đi qua đó là tới rồi đó. Mà chưa có bán kẹo me nữa đó, mà còn xe kìa, mới bán chưa được phân nửa nữa mà đi quay nè. Rồi kẹo me đang để đó đó. Anh vừa quay vừa bán đi. Không mấy sao vừa quay vừa bán, mà bây giờ thì đậu anh bển bán, chừng nào mình quay xong mới bán được, vừa quay đâu có bán được, quay mắc cầm gì sao quá. Rồi ha, rồi ăn chút là đi qua rồi để quay cho hết hả, để không thôi bà con nó vô quay chợ về không thấy gì hết trơn, tôi sống có quay. Rồi đi chỗ nào không mới được. Hình như chợ này có hai bên là hết rồi hả chị? Dạ. À, quay hết bên rồi còn. Quay hết bên rồi. Rồi rồi quay xong hả trở lại ổn. Thôi quay xong hả trở lại. Rau củ quả ngon quá nè cô chú ơi. Chào cô. À, đặc biệt mình mê mấy trái ớt này kho quẹt ha, mình bỏ mấy trái ớt này vô luôn nè. À, ăn rất ngon luôn, mình là sao mình thích kho quẹt à. À đồ ăn nghèo mình không chịu, kho quẹt là thử mỡ tỏi cho thơm lên ha, đầu kho cái trộn cho đều rồi hành nhiều vô nó ha, ăn kể mà bây giờ mình đói bụng luôn. Đây, dạ rồi, mỗi người có cái thích khác nhau. Rồi cảm ơn con nha cô, chúc sức khỏe con á, mai bóc bán thật nhiều luôn ha cô. Để dành lưu niệm luôn. Nhà có gần đây không cô? Dạ cũng tiện ha. Bán được bao nhiêu năm rồi? 4-5 năm rồi. À cũng đỡ ha. Bây giờ biết hàng quá, cái nào ngon cái nào không ngon hết rồi. Rồi cảm ơn cô. Bữa nay trời mưa mình nói sao mình quay tới nè cô cháu. Không có ăn trước quay vô. À chị hai này bông súng ngon quá ha, bông súng còn nhỏ bông súng đồng ta nè, bông súng đồng ngon quá ha chạy cũng súng đồng quá. À ok luôn ha, ăn giòn lắm luôn á, thường cộng bông súng bự ăn không ngon mà cộng nhỏ này đâu nè, ở đây nè bông súng này đẹp quá, đẹp có bông kìa, quá đẹp luôn, quá đẹp ha chị. Này của chị Hái là gì chị? Chị Hái là gì? Hay dạ, hay dữ vậy, ngon quá rồi cô chú. À,
Thấy nay cái này mình mà gần đây mình mua hết này luôn ha. Tại ở xa An Giang lắm, quá ngon luôn bà. Nó chỗ bọc đi xe mà. À, ha, chạy đó, nhìn quá ngon luôn. Hôm nay bị trời mưa bà con cũng dạ, vậy là chúc cho hết mưa cho bà con mua bán được đi. Để mưa hoài bà con có đi không? Bạn ăn trước cái gì? Không trúng hả? Dạ, không trúng. Dạ, đó đó. Dạ, không trúng. Làm gì hả? Xào hả? Nó canh chua. Dạ, ôi, quá ngon luôn bà chú ơi. Cái này là của chị Bất không đó ha? Hay vậy ta? Năm nay được nhiêu tuổi rồi? Không mấy rồi. Ồ, vậy còn khỏe quá ha. Rồi, cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị nha chị. Nói gì vậy? Này để xem cái vô mình đó. Đó, mình cũng xem đó. À, trời mưa bà con vô đây, trời mưa bà con vô đây uống cà phê nè. Đục mưa nè cô chú. Ở này mưa cũng lớn mà. Nói chuyện muốn không nghe luôn nè cô chú. Hôm nay mưa lớn quá, uống cà phê ngon dữ ha. Uống cà phê cái gì? Dạ. Kìa bà con ở đây rất vui vẻ ngay, trời mưa vô quán cà phê đục luôn. Có gì hai này đang đói bụng ăn cơm kìa. Nè để làm kỷ niệm luôn. Mưa quá. À. Dạ, cái này mua bánh nè. Dạ, chị bán gì chị? À, bán chậu cao hả? À, ngon quá, bây giờ cao mình trái nhiều hả chị? À, hồi lần à, vậy là trái có 2-3 ngàn á, hồi lạnh đông 10 ngàn trái. Làm như bây giờ trời mưa nó có trái hay vậy hả? À, còn nguyên buồn luôn nè cô chú. Nguyên buồn luôn nè, để coi cao. À, cao nè, đó, cao nè cô chú. Đó, nhiều lắm nè. À, hình như mà ở Kiên Giang mình có vậy hả? Dạ, mua cao về bán. Chị hôm nay 7 tuổi rồi. Vậy hả, còn khỏe quá hả? À, nhà gần đây không? Dạ, ở cách 2 cây ngoài số mở của mình đó nè. Dạ.
Vậy hả? Ừ. Ở mình anh rồi con với gia đình mình đâu rồi? Có hết rồi, có ba đứa à. Có gia đình hết hả? Có hết rồi. À vậy ở mình anh vậy ở giờ ổng khoảng mất 4 năm năm nay rồi giờ ở anh. Rồi nhà có chị ở gần đây không? Hả? Nhà chị gần không? Không, cách 2 cây ngoài xuống. Dạ dạ. Vậy cũng được đi, thôi kệ đi mình. Ngày đó ngày đấy cậu ơi. Ra đây mình mua bán cho vui luôn. Được. Dạ. Dạ. Có bệnh của ông khỏe mạnh à? Dạ đỡ quá ha. Chứ rồi bị ba cái giờ như ra đó. Dạ. Nó ăn rồi mình không biết, mình để biết rồi nó là nó ngoài giờ nó vô trong. Dạ. Nó đau cỡ 6-7 tháng nay rồi tốn tiền dữ lắm mà không á. Dạ. Nó ăn vô trong chưa giờ vô ra đó, cậu biết cái đó. Dạ dạ biết. Ừ. Mà cái đó lúc bà con nào cũng khó khăn quá, đi tới đi lui cũng không được, rồi nhiều khi vướng vào bệnh cái là khổ lắm luôn. Dạ. À, tạnh mưa cho bà con bán thì ăn mưa quá. Dạ. Dạ. Bà con không có tiền rồi mình mua bán không khó ha. Dạ. Cái đồ ngon không mà nguyên không chị? Dạ. Cái nhất là bông súng mình thấy ngon quá, bông súng trồng nhỏ nhỏ không? Dạ. Dạ. Quá ngon luôn. Mình ham bông súng quá à. Bông súng là mình thấy cái nãy chỗ kia bông kìa quá đẹp luôn. Dạ bông súng là dưới sông á, dưới ba cái cù nèo vậy đó. Mà cù nèo thì nó gần trong bờ, bông súng thì nó ở giữa sông. Dạ. Dạ. Để mình qua bên dì Hai này tép lại. Cảm ơn chị nha. Chị ơi, mình ở nhà chắc đâu có vô tép hả? Không. À. À, cậu có điện thoại. Cậu quên chung cấp gì? Nó. Chú sáu gì? Chú sáu kẹo me. Thì vậy là mình... Là bấm vô là gặp. Mình vô. Dạ là... Vô. Dạ dạ. Đập chú sáu kẹo me là vô à. Dạ để coi mai mốt cũng tranh thủ làm sớm cho bà cậu con coi. Ở đâu, Giang, ở đâu? Dạ ở An Giang. Cậu năm nay bao tuổi rồi? 64 tuổi. Người con. Dạ cũng lớn rồi. Mà còn đi quay phim còn mua bán lắm hết nè. Dạ. Chào gì ha, bán rau cải ngon quá ha dì Hai. Dạ có bông súng à. Bông súng lặt rồi cô chú. Quá ngon luôn nè cô chú ơi. Dì này bán rất ngon, trồng nhà luôn hả dì? Dạ, dạ quá ngon luôn. À, ngay nhà của mình quá xa à. Cũng như ở Chi Tôm An Giang là còn đi mấy bữa nữa chưa về nhà nữa. Của nhà mà hái mình anh luôn đó hả gì? Gì hái mình anh hay quá vậy, nhiều quá vậy. Dạ dạ. Dạ với bữa nay bị mưa nữa bán cũng hơi chậm ha. Dạ. Vậy hả, có bữa ha, bán ham bán hết này luôn ha. Dạ bán gì còn có cao không. Ồ quá tốt nè. Bữa nay bán hơi chậm. Dạ. Rồi cảm ơn dì Hai nha, chúc sức khỏe dì nha. Rồi mai mốt bán hết luôn. Đây có bán đồ nè cô chú. Thôi mình xin tạm dừng video, cuối lời chúc cô chú anh chị và các cháu ở chợ Cà Nhung mình luôn vui khỏe hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hiếu thảo. Rồi chào chị. Dạ chào chị. À chị máy bay luôn. Rồi ok.